Sim với Túc Nhật tham gia hội yếu tố thiếu nhi cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà đây. Rồi lên tầng 4 nha, Sim nha. Trời ơi chú,
Rồi, xin mời xin lên nào. Xếp hàng nha. Trời ơi, lực lượng này mà đi nhận quà, quà biết bao nhiêu cho đủ chơi. Nhưng mà không sao. Trời ơi, hết hàng rồi vẫn muốn đứng nữa. Đây, đứng xích xích vô cũng được. Được chưa? Càng đông càng vui. Rồi, hai hàng cân bằng nhau nha. Chú Hề sẽ đứng trên này và chú Hề chấm điểm cho các bạn. Rồi, chúng ta đứng thành một hàng dọc nào. Đứng thành một hàng dọc nào. Rồi, cho chú Hề hỏi các bạn đến với chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã ăn tối chưa? Bạn nào chưa ăn giơ tay cho chú Hề coi nào. Con ăn tối chưa? Dạ chưa. Trời ơi, ba mẹ con thương con dậy giờ này chưa cho ăn tối. Vậy là đang giảm cân này. Thôi cố gắng nha con. Cố gắng đi giảm cân là đẹp trai hơn đó. Đời bạn nào chưa ăn thì cố gắng chơi sung hơn. Các bạn đã ăn rồi nha. Ăn rồi chưa chắc chơi thắng mấy bạn chưa ăn đâu. Và ngay sau đây chú Hề sẽ có một phần khởi động cho các bạn. Vì vậy các bạn sẽ có nhiều năng lượng. Rồi xin mời âm nhạc ạ. Chơi bài Rap IQ ạ. Rồi các bạn xin được mời tất cả quý vị hãy là những trọng tài công tâm nhất nha. Các bạn nghe nhạc thì các bạn làm gì? Nhún làm được cùng nhún làm được cùng nhún lắc làm được cùng lắc làm được cùng lắc cái mặt bên trái này mình lắc cái mặt bên phải này. Bạn ở dưới kia mà không lắc thì cho về chó nha, lắc mặt nha. Lắc là mình cùng lắc. Bây giờ chú Hề sẽ hỏi tay đây là tay đây, các bạn hãy đưa tay ra và nói tay đây là tay đây, nhớ chưa? Được chưa? Rồi, cảm ơn nha. Rồi, dừng lại.
thấy nóng rồi được chưa? Mình nhận quà rồi. À, mình nhận quà rồi, tôi nghe được không? Rồi, ok. Rồi, nãy giờ chúng ta đã xem múa rồi, bây giờ chúng ta muốn kiểm tra các bạn học múa như thế nào nha. Cho anh bài chicken dance như thế nào. Đó, chicken dance nha, rồi các bạn lùi. Bạn đằng sau, các bạn đằng trước một cánh tay nào. Các con lùi lại một chút nào. Rồi, các cô chú xem nhá. Bạn nào nhảy đẹp, nhảy giống chú Hề, cho hai gói quà luôn. Được chưa? Thích chưa? Sướng chưa? Rồi, cho anh bài chicken dance nha. Chúng mình nhảy giống chú Hề nào. Cùng A bình.
Rồi xin mời con về chỗ. A Bình, A Bình. Bình A, Bình A. Bình A, A Bình. A Bình, A Bình. A Bình, A Bình. Rồi chính xác, rồi tính luôn. Chờ ai chơi chạy vậy? Bình A, A Bình. A Bình, Bình A. Rồi đúng chính xác, xin mời con Bình A, A Bình. A Bình, Bình. Quá tuyệt vời. Bình A, A Bình. Rồi xin mời con về chỗ. Trời bạn gái hay bạn gái tôi áo có vẻ đẹp quá đi. Bình A, A Bình. Bình A, A Bình. Ok, bắn chống chú này luôn, xin mời con về chỗ. Bình A, A Bình. Bình A, A Bình. Rồi xin mời con về chỗ luôn. Bình A, A Bình. Rồi xin mời con về chỗ. Rồi xin mời tất cả các bạn còn lại. Chúng ta xếp thành hàng lại như ban đầu ạ. Xếp thành hàng lại như ban đầu ạ. Và ngay sau đây sẽ là phần phát quà đến từ chú Hề dành cho những bạn chơi thắng. Nhưng mà chú Hề sẽ đảo vị trí hơn một chút. Rồi đảo hơn một chút nha. Xin mời bạn này đứng đây. Và bạn này đổi lên đây. Bạn này lên đây nha. Rồi bạn này xuống như này. Được chưa? Một, hai, rồi. Rồi cho các bạn một này, bạn nhỏ thêm một quả bóng nữa. Rồi, rồi hai bạn này tự phân nhá. Càng lớn chúng ta càng dễ phân nhá. Rồi ok. Rồi bạn đằng sau. Rồi bọn ngay sau đây các bạn chưa được thổi nhá. Khi chưa có hiệu lệnh đến từ chú Hề chưa được thổi. Và ngay sau đây mỗi đội của chúng ta sẽ thi xem ai thổi quả bóng to nhất, đẹp nhất nhưng không bị bể và phải tự cột. Nếu không tự cột được hãy xuống nhờ bố mẹ và nhanh chóng trở lại về lại vị trí cũ cùng với đồng đội của mình, được chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Chuẩn bị tay bài sôi động ạ. Nhớ sôi động nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Bạn nào thổi một bóng to nhất, đẹp nhất sẽ được cộng 100 điểm. Làm bể bóng sẽ bị trừ 90 điểm. Đó, sợ chưa? Sẵn sàng đi. Ba. Rồi bạn nào nhận có bóng không? Thổi một bóng đi. Đây. Đây, chú sẽ cho quả khác. Rồi, xin mời bạn này. Đây. Đây, thổi to lên nha. Bạn nào chưa thổi được xuống nhờ bố mẹ nha. Bạn nào chưa thổi được xuống nhờ bố mẹ nha. Đây chú này sẽ đi kiểm tra đội nào thổi bóng được to nhất. Rồi con có thể nhờ bố mẹ con thổi nha. Nhưng đây nào, nhưng đây nào, thời gian sắp hết rồi. Rồi đội nào có bóng rồi nào. Rồi chưa to lắm, đứng đứng đội của mình nha, đứng đứng đội của mình nha. Chơi sắp thổi nhỏ đi. Đây tất cả các thành viên cũng đã hoàn thành. Và quả bóng to nhất đó chính là quả bóng của bạn áo trắng này được cộng 100 điểm. Nhưng mà chưa chiến thắng. Ngay sau đây hai bạn cùng đội sẽ quay mặt vào nhau. Rồi hai con quay mặt vào nhau để quả bóng lên chính giá. Lên chính giá. Rồi làm giống hai bạn này rất đúng nha. Đặt tay lên vai và đặt trước. Đặt tay hai tay lên vai của bạn của mình lên. Rồi mấy bạn nhỏ nhỏ quá thôi, giờ chơi với bạn lớn thôi. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Trời ơi, thấy như mà chưa cột sạch đang mấy bị trừ điểm nhé. Rồi, tay toàn thì các năm tay nhá. Ngay sau đây, tất cả các cặp loại nhảy. Nhưng không làm vết bóng, không được chặt tay vào bóng. Đội nào làm vết bóng sẽ bị trừ 90 điểm. Đặt tay lên vai bàn trước, không được chặt tay vào bóng nào. Tay toàn các năm tay nhá. Đợi các cách. Các cặp phải sẵn sàng nào. Đồng nào phải xung nhất để cộng 100 điểm. Rồi, thế thế nào, đúng thế nào. Đồng nào không nhảy sẽ bị trừ điểm. Yeah. Trời ơi, nhảy mới siêu lên, thả tay nhảy lên. Trời ơi, nhảy quá đê lên. Lắc lên nào. Hai bạn được đồng nhảy nhá. Rồi, đồng nào chạm tay vào bóng chuẩn. Mấy người sẽ trừ điểm nha. Tiếp tục nào, tiếp tục nào.
nào? Xuống dưới bụng. Đó, đúng rồi, xuống dưới bụng. Đó, đúng rồi, di chuyển được, không sao. Không cần đứng vào được những chỗ nào. Đó, xuống dưới bụng chưa? Tiếp tục nhảy nào. Yeah. Rồi, xuống dưới bụng nha. Đó, nhảy rất là xinh. Rồi, tập này nhảy mặc cái nào? Với các bạn gái nhảy, và trai như nhảy. Rồi, trai nhảy gì? Rồi, tiếp tục nào. Đưa quả bóng xuống dưới đầu gối nhiều lên, lắc quá trời chưa luôn. Rồi bây giờ đưa quả bóng lên trên bộ, lên trên bộ, lên trên bộ, lên trên bộ nào, lên trên bộ nào, lên trên bộ nào. Rồi tất cả các bạn tiếp tục tập nào, lên trên bộ rồi thì các bạn hãy lắc lên thế nào, quẩy thế nào. Đi xuống lát nữa chúng tặng quà. Lần này là chúng ta sẽ được nhận các quà lớn là các bình màu vàng nhá. Các con tạm đứng ở dưới này thôi, được chưa? Đây, đội hình ngày hôm nay đông quá. Trời ơi, đội hình này mà đi lấy quà thì thôi chứ. Hết bánh kẹo của cô chú mất thôi. Đây, xin mời các bạn ạ. Rồi chúng ta tạm xuống một chút thôi. Rồi chúng ta lên lại nhá. Rồi con thích. Thả tim nào.
Rồi số 2 nào, số 2 nào, Victory nào, chiến thắng ngày hôm nay. Rồi xin mời tất cả nhé, đi từ từ từng bước một.